Sau giai đoạn thi đấu tập trung tại Hà Nội, Đà Nẵng Dragon là đội duy nhất chưa giành chiến thắng trong VBA 2023. Đại diện miền Trung đã thực hiện một nâng cấp hàng công quan trọng trước trận đấu sân nhà đầu tiên bằng việc thay thế ngoại binh Gavin Sagniuk bằng tay ném Jairus Holder. Jairus Holder là một xạ thủ đẳng cấp và từng đạt thành tích Á quân trong giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á và giải VBA 3x3 Prime 2023. Trên mặt khác, Thang Long Warrior đang gặp khó khăn khi để thua 3 trận gần nhất, trong đó có trận làm khách trước Đà Nẵng Dragon. Đội bóng đến từ thủ đô đang khát khao một chiến thắng để giải tỏa tâm lý và đảm bảo vị trí trong top 4 trên bảng xếp hạng. Trong trận đấu này, cầu thủ trẻ Huỳnh Andre Minh Chiết đã có một màn trình diễn tốt với 16 điểm. Trận đấu bắt đầu với sự chủ động của cả Đà Nẵng Dragon và Thang Long Warrior trong việc thiết lập thế trận đôi công. Sau nửa hiệp đầu tiên, Thang Long Warrior đã tận dụng triển khai tiết tấu nhanh để cướp bóng và ghi điểm thành công, từ đó vươn lên dẫn trước với tỷ số 16-7. Đáp lại, huấn luyện viên Todd Pup của Đà Nẵng Dragon đã tung William Trần vào sân để tăng cường sức tấn công. Với 8 điểm ghi được trong thời gian ngắn, William Trần đã giúp đội chủ nhà gỡ hòa với tỷ số 25-26. Tuy nhiên, tân binh Jairus Holder cần thời gian để hòa nhập với các đồng đội tại Đà Nẵng Dragon. Trong hiệp đấu thứ hai, trung phong John Field của Thang Long Warrior đã tận dụng lợi thế thể hình vượt trội để tạo sự khó khăn cho khu vực cận rổ của Đà Nẵng Dragon. Với chiều cao 2,06m, Field đã thể hiện sức mạnh không thể đối đầu dưới rổ. Ngay cả Jairus Holder, tân binh của Đà Nẵng Dragon với thể hình tốt nhất, cũng gặp khó khăn trước sự áp đảo của Field. Bên cạnh đó, Samen Swin đã tạo ra những pha ra tay thành công ở vạch 3 điểm. Trước khi kết thúc nửa đầu trận đấu, Thang Long Warrior đã thiết lập cách biệt hơn 10 điểm với tỷ số 38-49. Trong hiệp 3, Justin Yang đã tận dụng khoảng trống để ghi điểm cho Thang Long Warrior. Sau giờ nghỉ, Thang Long Warrior tiếp tục sử dụng chiến thuật treo bóng vào khu vực cận rổ để ghi điểm thông qua John Field. Để đối phó, Đà Nẵng Dragon tổ chức phòng ngự 2-1 nhằm kiềm chế sức tấn công từ trung phong của Thang Long Warrior. Điều này tạo ra khoảng trống cho các tay ném khác của Thang Long Warrior. Justin Yang đã tận dụng cơ hội để ghi 8 điểm cho đội. Bên cạnh đó, Phạm Nhật Thái Quang đã ghi thành công 3 điểm, giúp Thang Long Warrior nới rộng cách biệt lên 22 điểm với tỷ số 48-70. Trong hiệp đấu cuối cùng, cả hai ngoại binh Jermaine Marrow và Jairus Holder của Đà Nẵng Dragon không được sử dụng. Sự thiếu vắng hai hỏa lực số 1 và khó khăn trong việc giải quyết bài toán phòng ngự đã khiến cho Đà Nẵng Dragon không thể san bằng cách biệt. Tuy nhiên, tay ném trẻ Huỳnh Andre Minh Chiết đã thay thế tốt vai trò của ngoại binh và giúp Đà Nẵng Dragon giữ khoảng cách dưới 30 điểm. Trên sân, khi trận đấu chỉ còn 3 phút, cả hai đội đều điều chỉnh đội hình và tung các cầu thủ dự bị vào sân. Thang Long Warrior đã giành chiến thắng 94-73 với sự trở lại đầy ấn tượng của Samen Swin góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội.